Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Đứa con gái 9 tuổi của Romaine Crispin, người đàn ông da đen thiệt mạng trong vụ cảnh sát nổ súng hồi tuần trước ở thành phố Phoenix, bang Arizona, đã dẫn đầu một cuộc biểu tình gồm nhiều người tham gia. 200 người biểu tình tuần hành đến sở cảnh sát, yêu cầu công bố tên sĩ quan bắn chết Crispin. Thượng viện Mỹ công bố bản báo cáo về những phương pháp thẩm vấn khắc nghiệt của Cục Tình báo Trung ương CIA, nói rằng những phương pháp này tàn bạo hơn những gì được biết, và CIA đã đánh lừa Quốc hội về những hoạt động của mình. Giới chức tình báo chỉ trích báo cáo này, nói rằng nó có thể gây nguy hiểm cho những cơ sở và công dân Mỹ trên khắp thế giới. Hoàng tử William của Anh và vợ đã gặp gỡ ngôi sao bóng rổ NBA LeBron James sau khi xem một trận đấu bóng rổ ở Brooklyn, New York. Trước trận đấu, James và các cầu thủ NBA khác đã có hành động biểu tình về vụ việc cảnh sát giết hại Eric Garner. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.